đổi lấy và chiều sự kinh đã ai mai xanh một hai anh đang nuôn một con bên sạch tai rap Việt mùa hai cờ đã đến tận tay đối đầu những bộ não thật là nguyên tử ta còn nhiều hoài bão không nhận huyết chứ bước lên sân khấu không có mai xanh tay và khán giả sẽ được thấy là họ cần ai đêm nay thích các cơ mai vơi và ta cần chắc cả đầy đủ nhân tài từ nam ra ngoài bát quát trên đài quan lại không cần gắt hào quang không thường chắc ta không đi đường khác hoặc đi lên để ghi tên cóc trong nhà rồng như T-Pain anh chơi tu như thác ngược dòng và turn up dù trong club hay là giữa vương hồng dù là beat to live hay chỉ với Ken Jong và đàn to the top không phải show up mà từng câu góp đem cho ăn vào câu up trong thì low top thì xăm thì so up nhà ăn so cold còn ngăn thì so hot hit sâu bông cơm đặt flow vào phải nhịp quyết đem lên show từ ngon từ chắc mình vì rap sẽ connect được những cá thể khác biệt không tại action giấy mực thì đây là rap Việt rap Việt sạch đôi lần hai rap Việt cần sức cân tài rap Việt bọn anh cầm lái set up it is time rap Việt chân đôi lần